Ok anh em ơi, còn vài trận cuối làm cho xong rồi quyết định tốt anh em ơi. Nãy bị auto ở Tâm Võ ơi, đứng im làm gì? Nãy bị auto ấy, sao mà đứng im được? Đừng mong nói quýnh 10 trận anh 10 trận luôn, khẳng định luôn. Auto không đánh bằng ngáo, không auto bom máu chịu chết rồi. Vừa tống kim ra không kịp chỉnh em biết ngay mà. Tại vì có 2 phút rồi chuẩn bị thôi. Bảo anh quýnh out game ra mua máu cắt đồ này là hết gần 2 phút nôn nóng quá vô. Vô xong chỉnh đầu đó tự nhiên thua má khó chịu. Thôi làm 3 trận cuối. Sao mà anh được mình được thiệt anh em luôn. Đường môn này anh mình thiệt đỡ quýnh 10 trận 10 trận khẳng định luôn. Vô lý. Thua nhau tu chịu. Ơi làm trận khác này mày. Lỡ rồi, đủ, chỗ này mất cơ hội top 1. Hiện tại này đang top 2 nha anh em. Không thua trận vô lý. Đáng lý nãy thua có 7 thôi. Thua trận đường môn vô lý. Đường môn này thì anh thua quá trời đâu, đánh gì nữa. Thua 13 rồi. Khá còn 3 trận cuối này mày, cố lên. gặp hàng nóng là chấp nhận thôi nè. Gặp mà chung chung là ăn hết. Liên đấu top được gì á? Liên đấu top thì được vòng sáng rồi, được điểm kìa, được điểm liên đấu thôi Ngô Minh Đăng ơi. Chứ không trả được gì. Ba trận cuối win thì top 1 nè. Ba trận cuối win thì top 1. Hiện tại top 1 thua 9 rồi mà. Hiện tại top 1 đã thua 9 rồi. Ba trận cuối khả win là lên top 1 rồi. Đó, ba trận cuối cùng. Nãy đáng lý thua có 7 thôi. Đâm ra thua trận được 4 vô lý. Do auto chưa tắt đánh băng hội, chưa bật máu. Vô nhưng mà đứng quằn tại sao nó không chịu làm, nó không chịu cách bùa. Cứ đứng im cho người ta đánh không. Rồi ok. Gỡ lại anh chặn con lôn được rồi. Quá chịu rồi hết cái. Một bùa anh thả cho xong luôn rồi. Xác định thua anh thả cho xong luôn. Vừa rồi thì gặp còn lon hai một cuốn anh thả cho xong luôn nè. Không cần phải đánh. Nên là thôi không cần phải đánh. Để người còn lo thôi. Tại vì gặp mấy lần rồi không có đánh được mình đó, mất thời gian nè, nên là anh bỏ thua luôn. Anh em xem lại sẽ đồ hai một cuốn. Cái này còn lo nha nè. Anh chính anh đi top 1 anh em. Anh chính top 1 lúc nãy á. Cái này thì một set vô ảo. Set vô ảo. Rồi đao xương tinh mắt ộp. Áo xương tinh mắt ộp. Bao tay xương tinh mắt ộp. Đai lưng xương tinh. Ok Thiên Tầm ơi. Ok anh em. Hello Vĩnh Trọng Nguyễn Trọng nha. John Smith đánh bình, đánh hết bình máu cuối cùng luôn cũng được. Đúng rồi anh ơi. Lúc nãy cơ hội top 1 nằm đến khoảng tầm 85-90% rồi. Nhưng mà trận đầu tiên thua đường môn vì cái auto chưa tắt đánh bằng áo, chưa bật bom máu trong auto nên thua cái trận khá là tào lao nè. Đường môn đó thì thiệt đánh như này phải nói đánh 10 trận hay 10 trận đừng nói mà thua. Hôm nay giờ tỷ lệ mất trận đường môn đầu tiên khá là tiếc. Đây anh em còn 2 trận cuối. Thắng 2 trận cuối là lên top 1 nha anh em. Đó. 2 trận cuối cùng sẽ quyết định ngày hôm nay. Anh em đang xem cho Khả một like chia sẻ chơi anh em ơi. Ốc 3 tháng 37 Ất cờ lon mà khỏe hơn Ất Khải. Đâu Ất 21 cuốn mà anh em. 21 cuốn mà cờ lon. Ất 21 cuốn cờ lon á. Còn Ất đường môn. Ất đường môn là Ất chính mà. Ất đường môn này là Ất chính mà. Đông Phương Bài là chính mà. Top 4 tháng 34 thu 14 nè. Tầm này thì đi đủ 48 trận hết rồi nè. Ngày mai thì Khải mới đi Thiếu Lâm nha anh em ơi. Ngày mai Khải sẽ đi Thiếu Lâm nha anh em ơi. Hiện tại bây giờ thì sợ đường môn. Chỉ sợ Thiếu Lâm lạ bóng lương anh em ơi.
Thiếu Lâm làm bắn lương thôi, còn lại thì đánh được hết. Với lại Thiếu Lâm canh mi, hai Thiếu Lâm mang đao Hồng Kim là thua, không thể nào đánh được. Anh em xem tốt làm bắn lương. Nếu mà làm bắn lương cơ hội thì anh sẽ lên có thể là top 1, Khải sẽ nhảy top 2 và có thể top 3. Tại vì làm bắn lương mới thua 3 thôi nè. Cái này Thiếu Lâm đao khét quá, không đối thủ này mà. Chỉ có cái bàn VIP thì ra mới xử được ảnh thôi, chứ không thể nào mà đánh loại làm bắn lương này. Còn lại những cái bàn thường thì anh giết được hết. Anh em xem đồ làm bắn lương. Làm bắn lương này thì năm độc này thua 3 trận rồi nè, chém vài đao chết. Tại vì đặt móc 126 rồi. Thiếu Lâm này, này mang Như Lai Thiên Diệp 3 cấp này, nón này, đao 3 cấp này, là chống phái 36 rồi. Chống phái 36 kèm càng khôn 2 cấp là 38, kèm vi phong này 1 cấp nữa là chống phái 39 cấp anh em. Thiếu Lâm này chống phái 39 cấp. Trời ơi, hiện vậy chém con thiên nam độc này như con nè. Khải sinh năm 90 nha Vinh Nguyễn Trọng ơi. Đây nè, sẽ đổ Thiếu Lâm này quá bình luôn. Nói chung là gặp Thiếu Lâm này thì xác định buông chuột, không thể nào anh nổi. Gặp Thiếu Lâm canh mì mà cũng chém 2-3 đao chết thì Thiếu Lâm này càng chết số nữa. Không thể nào được gì. Đồ mất hết rồi. Được không? Đồ mất đồ hết. Khi đồng bào mất ồ. Đó, anh em thấy không? Thu lại bắn lương này thì chấp nhận thôi nè. Nhiều khi anh em xem trên video bảo Khải sao không ăn thì Thiếu Lâm này, sao mà ăn được? Không thể nào mà ăn được. Phần thủ lý 75 cộng mấy mà vẫn chết. Phần thủ lý 75 cộng 5 mà vẫn chết. Đây mới đẩy cái dòng qua được cộng 9, cộng 7 vẫn chết như thường nè. Không thể nào mà đánh nổi. Anh em bây giờ chúng ta sẽ chờ tiếp tục đánh trận thứ 2, thứ 3 và thứ 4 nha anh em ơi. Sẽ là trận quyết định. Nếu mà là thắng hết thì sẽ lên top 1 đứng. Nếu mà thắng hết sẽ lên top 1 đứng và chúng ta chờ đợi cao thủ Lạc Văn Lương. Nếu Lạc Văn Lương lên thì sẽ rớt top xuống thôi. Đại này top 1 đã thua 9 rồi. Khải mà thua một cái nữa là Khải khỏi lên top 1 luôn, khỏi cơ hội luôn. Khỏi cơ hội top 1 luôn. Đây nãy giờ anh em xem đồ của cao thủ rất nhiều rồi, giờ anh em cho anh em xem đồ của anh cuốn lại nha. Cặp vô danh mới đấu giá nha nè, 7 ngày, 22 kim, 7 ngày. Đó. Đi với cái bộ danh thì anh đang đi với một cái dây chuyền chú phượng khá đẹp. Rồi đi kèm với một cái đao khá là chất luôn. Nói chung đao này thì nó lấy hiệu ứng đam kết thúc đối phương nhanh luôn. Chứ nếu mà Khải thích thì Khải vẫn mang thích mang đao 30, tóc 30 hơn đâu. Tóc 30 đánh chắc nhiều, chắc hơn nhiều. Anh thích là anh kêu mang đao Hồng Kim đánh luôn thì ok mình mang thôi. Cái đao Hồng Kim ra tóc chậm quá, tóc quá chậm. Nhưng mà lượng đam nó cao, bù qua bù lại. Còn theo Khải, Khải vẫn muốn cầm cái đao tóc hơn. Đó, đem 4 kim phái. Áo khá đẹp, đem 13 cấp. Bình định mình sẽ cho Khải gặp Lão Lương lần cuối rồi. Đồ nam, đó. Người này thì Khải đấu giá, Khải đưa anh mang này. Đấu giá đưa anh mang đánh này. Phi Phong, Phong mới đánh ra. Đây anh em, năm đồng này 29 skin 8, 9 ít, ít đâu nè, đâu ít đâu. Lực tay 9 cái mấy. Anh xui. Chúng ta sẽ chờ là quyết định. Một là top 1, hai là top 2 nè mà. Chung là thay cái đao này nè. Tại vì Khải cầm cái đao Hồng Kim mà đánh mấy trận nè. Nhắc tay chậm vải lúa luôn. Bù qua cái đau này thì đánh khỏe hơn nè, có thêm hiệu ứng kháng hỏa. Đúng rồi, Khải nghĩ năm độc kháng cứ lên kháng ngon lực tây. Như nãy có phi phong kỹ năng mà Khải không muốn mang. Này, Khải phải mang phi phong kháng tất cả này nè. Đúng rồi. Như quýnh con nhà mi thì phải âm phòng thủ lý này nọ thêm vô, chứ còn đánh mấy phái khác á, chỉ cần hai bùa là xong mà. Tại cái bùa này Khải hạn chế búp lắm, Khải đâu búp nhiều đâu. Phái nào nên búp Khải mới búp, tại vì Khải chỉ búp bùa rút độc với lại bùa âm độc thôi. Hai bùa này là xong rồi, là kết thúc xong rồi. Đúng rồi. Hiện tại 75 cộng 7 nè, 75 cộng 7 phòng thủ quân lý. Kháng họ mang đào thủy vào thì bù vào kháng họ, nên mang dây phòng thủ quân lý luôn. Rồi, hai trận cuối cùng quyết định. Quyết định top 1 hay top 2. Hãy
Cầm đao 30 cảm giác tự tin hơn em. Cầm đao 20 đạt móc, đạt móc ở 13, đánh chậm vãi cước luôn, đánh chậm kinh hồn luôn. Nghe mây trưởng mà nó quýnh mình mà không thể nào mà nhấc tay nổi cái đao. Qua gặp mấy ngày mây rồi, tuy là vẫn thắng anh em, tuy là vẫn đánh thắng nhưng mà cảm giác nó không được nhanh anh em. Cầm đao 30 cảm giác mình xuất chiêu nhanh hơn, tạo hiệu ứng rút độc người ta nhanh hơn anh em. Nên là Khải vẫn nghĩ như anh em là nam độc nên cần kháng tốt hơn đam, tại vì đam có to thì càng tốt, còn không được thì nó vẫn là cái kháng nhất, kháng với máu, càng trâu càng tốt. Càng trâu càng tốt mình có thể câu đam và cũng như là lấy máu người ta tốt hơn. Đúng rồi, gặp cái băng chỉ có tăng thôi không có chạy được. Một phút. Tầm này chỉ sợ như cái băng vạn sự tùy duyên nè, bóng hồng kim nè. Nói chung sợ những ông một bóng hồng kim, đao thiếu lâm thôi nè. Còn lại là cân hết nè. Đúng rồi, thiếu lâm kia có khả năng cao, tại vì tầm này không ai đánh nổi ông rồi. Chỉ có cái băng AKK mới vào sự ông thôi. Còn lại không ai thua. Cờ Khải quốc mấy cái đầm chịu gì đó. Câu đam câu giờ cỡ nào cũng vậy, không thể làm được gì. Rồi. Cái băng bóng thuộc hai gia. Gặp mấy cái băng bóng là đánh tốt nè. Ờ có thiên băng mà tầm này ít nè. À đây. Rồi xong, đúng vạn sự tùy duyên luôn. À, khó xử ta. Rồi. Đúng người mà đang cần gặp luôn em. Thấy chưa? Hết máu liền em thấy chưa? Đúng người mà đang cần gặp luôn em. Vàng sợi tùy duyên. Gỡ một đều ngay. Xém tí là bốc hơi em không? Ui. Quá dữ. Rồi, người cuối cùng mình sợ là vàng sợi tùy duyên mình đã thử được khử được anh em à. Không? Đù, đâu kinh hồn hơn là vừa thay cái đao vào đánh rất là nhanh. Vãi nồi luôn nè. Thấy chưa? Vạn sự tự duyên mình thiệt ngay anh em. Hôm trước là mình thắng một trận rồi, sau là ảnh có cái cây bóng hồng kim á thì mình thua lại. Thì vì đam đau quá, hai cái ba cái mình chết rồi. Còn hôm nay thì mình lên lại, lên một set mình lên một set vô danh nên là lực tay khá là cao, nên là ôm tư đầu luôn, không dám nhả ra luôn em. Nhả là chết ngay. Ôi trời, mình thua đam luôn em ơi. Phe ta nè, nếu mà ổng quýnh xây quằn một tí là mình thua ngay. Phe ta bị dính 43.000 đam. Đối phương chỉ bị dính 17k thôi mà bị giật đam chết anh em. Đối phương bị dính 17k thôi mà bị bất ngờ giật đam, đam độc chết đấy. Thấy chưa? Nhồi máu anh em. Vẫn nhồi máu thôi anh em, hết máu rồi. Đúng rồi, pha đó cầm đao hồng kim đi yếu luôn anh em. Tại vì Khải sợ cái vấn đề là đao nó xuất chiêu chậm á, thì không thể nào mà giữ chân ông cái bang này được. Ai ngờ mình nghi nghi gặp ổng, ai ngờ mình gặp luôn anh em. Hay quá, quá hay. Ôi, mà trong cái đó mình thua đam nha anh em. Thua đam nha anh em. Ổng chỉ cần ổng lách lách vài cái để chứng mình chết rồi. Này, thua đam hoàn toàn anh em. Quýnh gì mà anh em cứ nghĩ một con cái bang full hùng kim môn phái. Anh em coi này, quýnh mình trong vòng chưa đầy 30 giây mình ăn 43.000 đam. Thấy chưa? Ổng thì chỉ bị dính 17.000 thôi. Mà ổng là bị đột tử anh em, tại vì rút độc này nọ, vừa đạt đủ bùa này nọ ổng chỉ banh thôi. Đó. Đây. Thì cũng sao, hôm trước cũng thua. Là tính ra là Khải ăn được 21. Đó. Ừ, nó nhảy skill 120 nữa, ổng rút mana nè, ổng đứng mana luôn, đứng hình mà. Tại vì skill đam độc là mình cố gắng mình phải đam được nó, thì nó bị tổn thất mana, thì nó sẽ bị đơ, nó sẽ hiệu ứng, nó sẽ bị giảm lại và thời gian của nó không xuất chiêu được. Tại vì hiệu ứng mana của nó không có để mà đánh. Đó, cái băng bóng này anh em nghĩ thử coi, đánh kiểu gì. Xém tí nữa hẹo rồi. Thôi nữa, cái băng này ở đâu đơn giản không. Thua thời gian hai một cuốn đài nước nghiện ơi, nên là trận cuối cùng, hiện tại còn một trận cuối cùng, Khải sẽ cố gắng win nữa thì sẽ lên top 1. Còn nếu mà Khải thua thì Khải chấp nhận top 2 thôi em. Tại vì thua thời gian hai một cuốn khá là nhiều. Đúng rồi.
mình cũng không dám chạy nè. Mình vô là mình đam chân đít ngay luôn. Mình đam giật chân ổng xong mình mới cắt bùa. Nếu mà đỡ đánh thì mình phải đam người ta trước thì mình mới cắt bùa nha nam. Anh em mà ngu ngu đứng cắt bùa là anh hai bọn chết ngay đó. Ngơ ngơ anh hai bọn chết ngay. Nên là Khả đâu dám cắt bùa trước đâu. Khải phải đam vai đam chân đít. Khải phải đam liên tục và đam chân đít để cho giữ cái chân lại cho mana thục đi. Xong rồi Khải thấy mà ổng chạy á, lúc ổng chạy á thì mình mới cắt bùa đó. Hiệu ứng đánh là như vậy. Nếu ông chạy thì mình mới cắt bùa chứ không có dạy mà đi cắt bùa sớm rồi nè. Ừ, đồ mắt không rồi nè, má hơn. Họ chẳng có cuối cùng rồi em ơi. Đúng rồi, cái bang này hiện tại gọi là No 1 rồi. Hiện tại anh AK chưa đi thôi. Chứ anh AK đi thì cũng tương đương như cái bang này luôn. Cũng đẹp hơn, đồ này đẹp hơn anh AK luôn. Đồ này đẹp hơn AK nhiều luôn nè, mắt ập hoàn toàn. Đó. Chung là quá ok nè em ơi. Chung là hôm trước là gỡ lại là ok rồi. Trận cuối cùng đừng có gặp lão Bắc Lương để lên top 1. Đó. Đây, anh này thua 11 trận rồi nè. Anh này thua 11 trận rồi. Anh này thì thua 11 trận thì có thể lên cao lắm là top 4 rồi nè. Cao lắm top 4 thua 11 rồi. Còn 8 trận, anh còn 8 trận. Mình thì trận cuối cùng này ơi, thắng 1 trận là lên top 1. Còn thua là top 2, thua là giữ trong top 2 thôi. Sau cái kẹp chôm chôm mà. Ok Duy Hà ơi. Hello này mới vô nha. Hiện tại video, những video liên đấu này Khả sẽ up lên trên kênh nha nè. Anh em có thể tham khảo cũng như là xem qua trên kênh cho vui nha nè. Trận đầu thì thua đường môn, nói chung là chấp nhận thôi. Tại vì lúc đó chưa cài auto nè, thua. Kẹp chôm chôm. Chôm chôm như là anh đấy ảnh anh này. Này là Onkin là thiên nhẫn nè. Thiên nhẫn. Nhớ nè. Nói chung là mình đã gặp cái bang 1-2 lần rồi. Mình sẽ rút kinh nghiệm thôi anh Thiên Tâm. Tại vì hôm trước em có đánh thử với ghẹ ngáo rồi. Mình muốn ăn được cái bang là em phải tiếp tục đánh thường xuyên những skin chiến ít. Em không cần bùa luôn. Em không cần bùa luôn. Em cứ giữ chân chiến ít thôi. Làm ăn thôi. Mà chỉ cần đối phương chạy là cái skin em nó bị hụt là em sẽ bóp bùa. Đó. Cứ dạy thôi. Là có cơ hội ăn thôi. Nếu anh em nào bơ em đọc với cái bang bỏng thì chỉ như vậy thôi. Chứ đỡ anh em mà chạy ra, anh em nào mà đau cảm giác thấy đau quá nhiều máu không kịp chạy ra như hôm trước Khải chạy ra chết ngay, chạy ra phát dùng chín bóng chết ngay, ba tuần bóng chín phát chết tại chỗ luôn. Ok anh em ơi, trận cuối cùng quyết định anh em ơi. Xong anh em lên cái bang ba anh em ơi, xong thiên bang hết chứ lên cái bang ba nha. Vậy thiên nhẫn rồi anh. Ok. 2 phút. Trận cuối cùng. Đừng có thua vô duyên nữa được em ơi. Thua vô duyên. Trận cuối cùng đừng gặp Thiếu Lâm VIP dùng cái anh em ơi, lên top 1 luôn này. Anh em đang xem cho Khả một like chơi anh em ơi, quyết định trận liên đấu cuối cùng của năm độc Khả đang cầm anh em ơi. Hiện tại đang giữ vị trí top 2, nếu như trận này thắng sẽ lên top 1 nha anh em. Nếu như trận này thắng sẽ lên top 1 nha nè. Xong boss anh em lên cổng Phan Văn Độ luôn nha anh em ơi. Tách đánh bang nha mọi người. Cái bang 3 có vẻ như xong rồi á. Xong boss lên thẳng Phan Văn Độ luôn nha. Phan Văn Độ luôn anh ơi. Phù lên thẳng Phan Văn Độ luôn, từ từ mua máu. Không. Trời ơi, đậu gặp chúng là Bắc Lương thôi xong rồi. Chết tôi. Thôi xong top 2, đậu xong. Má khó chịu gờ gốm.
Nó chịu vào gốm rồi nè. Má là chúng Thiếu Lâm này chịu rồi. Giờ tao đánh dâm thôi nè. Á, chỗ này nó chém chỗ này chịu gì nói. Ôi giời. Má, đúng là lương trận cuối cùng luôn. Má, nói hay dữ người ta. Chết thiệt. Thôi cố gắng cầu đàn thôi nè. Tàu xanh. Ôi xuồng chém kìa. Thú quá nè mà. Trận này thắng được là mới hay nè Nam. Không thể nào thắng được Thiếu Lâm này luôn. Nhưng mà mình sẽ cố gắng đến nhà thở cuối cùng. Xíu rồi. Tàu xanh. Chịu ơi. Mua nhiều thở lực thì được anh em. Cái sợ hết thở lực là tí là to anh em. Ui da. Ui sơ. Chém gì mà đâu dưới trời. Ông đặt móc 1-2-6 rồi. Chém rất là nhanh. Ui da. Ui da. Ui sơ. Lợi dính chỉ cái mức. Ui da. Bái lên. Chịu rồi. Không làm được gì anh em ơi. Má đứng lại chém một cái là mình xong. Đứng lại chém cái là ăn đam liền. Tại vì tóc nhanh quá. Khó dữ. Không bắt động được, ép sát nó là chết ngay nè, là những bắt động được. Ép sát là chém dính ba đao là chết ngay luôn, đó nó bắt động. Đợi mà kết thúc Thiếu Lâm thì không được. Quýnh bắt độc thì đợi kết thúc thôi. Còn không anh em kết thúc được là đánh bắt độc hạn chế lắm anh em. Đứng gần á, dính đau liên tục à. Không dám đánh luôn à. Khó thắng lắm anh em ơi. Chắc này chịu rồi. Đâu, Thiếu Lâm khác thì Khải thắng. Thiếu Lâm khác thì Khải thắng bình thường anh em. Anh em xem trên video Khải á, có vài Thiếu Lâm này nọ cũng 2-3 món không có cái đau thì Khải vẫn thắng được. Nhưng mà này đau full đồ full nộp các kiểu. Đúng trận cuối cùng quyết định top 1 luôn rồi thôi. Rớt top 2 rồi. Rớt top 2 rồi. Không thể 1 được. Thiếu Lâm này chấp nhận rồi. Chịu rồi. Nào nó câu đam mình thôi. Đừng nói mà ăn đam người ta. Không bao giờ nó ăn đam người ta được. Đọc nó đâu rút bao nhiêu đâu mà ăn đam. Giờ có cái né thôi. Còn cũng giờ đỡ dành máu né thì đâu làm được gì đâu. Trời, cái dính một vòng gần cà máu. Úi dồi. Chém giá mà. Mệt mình sợ mình hết thể lực nè anh em. Còn ở vài, còn mấy phút mà thể lực còn gắn cà mà sao mà đánh nổi. Cái Thiếu Lâm này chịu bức. Trời. Chém cái này anh em thử câu đao sao mà lại anh em. Đọc mình nó kỳ hở rút không ăn thua luôn anh em. Đừng nói mà ăn được người ta. Mình chỉ cố gắng câu mana hết. Ông hết mana thì mana ông chết. Hết mana là coi như là hết máu anh em. Thì ông chết. Cái tầm này đỡ mình đánh chua. Ui sơ. Cứ một bằng chanh không muốn nát thở. Đánh đấm gì nữa.
Trời, giờ bắt đầu bỏ. Ui trời. Bắt đầu bung thể lực, chịu nói. Nãy giờ có một mình tốn thể lực thôi. Ông thể lực rất là nhiều anh em. Giờ ông bung thể lực ra mình chết. Ông mà bung thể lực ra là mình chết rồi. Nhìn là biết rồi. Chấp nhận. Thiếu Lâm này chưa vô địch rồi. Thiếu Lâm này chưa thua ai anh em. Thiếu Lâm này chỉ thắng 2, 10 mấy, 3 mấy trận là thua mới cái 3 thôi. Trời, đá gần đủ xanh. Chịu. Không thấm luôn, sao mà thấm được. Đánh không xin nhờ. Chịu. À, nó chém như cái máy rồi nè. Đặt 1, 2, 6 chém như máy luôn. Ui xô, ui xô. Chịu. Chịu quá nè, đậu xanh. Cứ đụng cái 5.000 đam. Đụng cái 5.000 đam rồi trụ kiểu gì. Ui xô, giọng bung thật lực. Chịu rồi. À, khó chờ dữ ta. Thiếu Lâm này vô đói rồi nè em ơi. À, thua. Nếu mà ạch này đứng top 2 thì hai một cuốn sẽ là đang top 1. Và sau khi là Lão Bắc Lương lên top 1 thì ạch này sẽ xuống top 3 nè. Ạch Nam Động này sẽ xuống top 3. Thua 9 trận, xuống top 3. Thua 2 một cuốn con đồng đao. Con đồng đao 2 một cuốn vẫn thua 9 nhưng mà thời gian 2 một cuốn tốt hơn mình. Thời gian Nam Động này lâu quá. Chịu rồi. Chấp nhận thua. Thua nhưng mà mình cao kéo không tí nè. Thua là thua rồi. Chấp nhận top 2, top 3 rồi. Đá gặp đúng Lão Bắc Lương phút cuối rồi. Chịu luôn. Chém đầu lắm. Ui xưa. Ui xưa. Chuối nó bay như mưa. Chịu. Không dám đứng gần luôn anh em. Tại vì đứng gần rất là dễ dính đam. Nhưng mà anh em nghĩ đâu. Anh em có nghĩ đứng gần anh sau hình á. Đứng gần rất dễ dính đam. Tại vì đốc rất là nhanh. Chịu thôi. Ôm chuối thôi. À, gặp đúng lão luôn phút cuối. Chịu anh em ơi. Thôi chấp nhận thằng 2 thôi anh em ơi. Thằng 2 à, cho anh em xem sơ qua top 10 anh em ơi. Ủa sao bạn này lên top 1 được. Ủa sao bạn này lên top 1 được ta. Ủa sao nó ghi hạng 1. À hồi nãy là cập nhật là hạng 1. Nếu có nhập là hạng 1. Còn đây chưa cập nhật. Nãy trận trước á là thắng 30 ta. Thắng 30 ta, thắng 39 thua 8 là cập nhật hạng 1 rồi nè. Nãy là cập nhật hạng 1 rồi. Xong rồi là hai một cuốn xuống hạng 2. Nhưng mà giờ hai một cuốn mình lên lại nè. Tại vì khải thua thời gian nè mà. Hạng cuốn này đang hạng 2 nhưng mà tí nữa sẽ lên hạng 1 nha nè. Tại vì khả thua thời gian. Chiều anh em ơi. Chiều không nói. Ôm kiểu gì cũng thua cho anh em xem cái đam nữa. Không nào chịu nói được. Phe ta bị đánh trúng 165.000 đam. Đối phương bị đánh trúng 58k. Thua 1/3 đam. Thì cầu đam kiểu gì. Không thể nào cầu đam được. Đúng trận cuối thua nè. Thôi chịu thôi. Rồi cho anh em xem tiếp tục top thứ 3. Top 3 thì thua 11 rồi. Không tính rồi. Top 4 Lão Bắc Lương lên rồi nè. Thắng 35 thua 3. Rồi xong. Giờ Lão Bắc Lương lên top 1. 20 cuốn top 2. Anh này top 3. Xong. Đó hết giờ. Ok chưa. Còn những cái top dưới thì không ai đánh đâu nè em ơi. Ngày mai AKK. Ngày mai thì anh AKK sẽ đánh. Và cũng như là Khải sẽ đánh nha nè. Ngày mai sẽ tiếp tục ở thứ 5 nha nè. Trong việc này thì hết sức rồi nè em ơi. Hết sức rồi. Gặp chúng thứ 5 thì anh chịu rồi. Cộng đứng 3 giờ thôi em ơi. Anh Đại làm gì để quái quýnh chết nợ nghiệp chưa. Anh Đại á. Anh Đại võ. Mưa thánh anh bài chưa. Anh em đi phong độ đặc biệt cứ tối lại đợi sẵn đi nè. Không cần phải nhắc nữa nè. Hiện tại bây giờ là bên kia đó. Ok được thầy. Anh Cuốn ơi. Ôi. Vô đây anh ơi. Tin buồn. Má gặp đúng Thiếu Lâm Lão Bắc Lương. Anh rất top 2 rồi. Ừ thua. Chấp nhận. Tất cả anh em cứ đứng đây cho một xe đi thôi, một xe đi thôi. Linh đi luôn, Linh đi luôn, Linh. Đây đây anh em giết mấy thằng rồi. Ờ, luôn Linh cả lũi luôn đi. Ừ, hai cho hai xe thôi đúng rồi anh ơi, hai xe thôi. Đồ đi em mặc tay em đi kiếm cho. Chỗ nào em báo cho. Có tà đồ. Đúng rồi, biết trước đã dầu đâu. Chấp nhận thôi. Bác góc. Bác nè, bác nè.